quý vị, sẽ ngăn chặn tình trạng quân xanh, quân đỏ trong hoạt động đấu thầu, tạo hành lang pháp lý vững chắc trong hoạt động đấu thầu, tránh các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và những sai phạm đáng tiếc như trong thời gian qua. Đó là những kiến nghị được các đại biểu Quốc hội kiến nghị khi góp ý xây dựng dự án luật đấu thầu sửa đổi. Công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Nam được đánh giá là quá chậm. Khi đến hết quý 3, địa phương này mới chỉ giải ngân đạt 46,9% so với kế hoạch vốn giao đầu năm. Còn so với kế hoạch vốn sau bổ sung thì chỉ đạt 40,4%. Đặc biệt có tới 7 dự án tỷ lệ giải ngân 0%. Thưa quý vị, sau khi được quân y chăm sóc, sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển Trường Sa đã ổn định. Để trấn áp tội phạm đường phố, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập tổ tuần tra đặc biệt có tên là Tổ 171. Trước tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có diễn biến phức tạp, tội phạm đường phố gia tăng, nhất là vào thời điểm cuối năm. Sự hiện diện của tổ công tác này mỗi đêm đã mang lại sự bình yên cho người dân trên nhiều tuyến phố. Lễ kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây 1822-2022 sẽ diễn ra tại di tích Thành cổ vào tối ngày 12 tháng 11 tới đây. Cùng với đó là một chuỗi các sự kiện nhằm tôn vinh giá trị di sản Thành cổ, nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa xứ Đoài, đồng thời khơi dậy tiềm năng thúc đẩy xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế của thị xã Sơn Tây. Bầu cử tại Mỹ từ lâu vốn được coi là cuộc đua giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử lại định hình chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ. Với tỷ lệ đi bỏ phiếu thường ở mức khá thấp, mục tiêu vận động của các ứng viên Dân Chủ và Cộng Hòa đang được nhắm tới là cử tri da màu, trẻ tuổi và gốc Latin. Song quyền tiếp cận bỏ phiếu đối với nhóm cử tri được coi là đa số thiểu số này đôi khi không hề dễ dàng. Nền kinh tế dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chứng kiến tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ những năm 1970 và 1980. Với việc lạm phát đang khiến ví tiền của người tiêu dùng dần thâm hụt, có lẽ không mấy ngạc nhiên khi kinh tế là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong tâm trí người Mỹ khi họ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố tiếp tục kiên trì chính sách không Covid-19 năng động, số ca dương tính mới ở nước này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng nửa năm qua. Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức chương trình tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và ý nghĩa đối với thế giới đương đại. Buổi tọa đàm tổ chức đúng ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 10 vĩ đại, một sự kiện đã tạo tiền đề cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới suốt 100 năm qua. Tối ngày 6 tháng 11, tại Trung tâm Triển lãm Sản xuất tại Liên Xô ở thủ đô Moscow đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 vĩ đại. Đây là dịp để nhiều người Nga hoài niệm về một thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.